Việt Nam năm 2019. Sự thật về báo cáo của HRWK và AI. Ngày 14 tháng 1 vừa qua, báo cáo thường niên thế giới năm 2020 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, HRWK và quyền con người khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, AI, dài 652 trang đã được công bố. Tuy nhiên, như thường lệ, báo cáo của các tổ chức này tiếp tục có những đánh giá thiếu khách quan và không đúng tình hình thực tiễn về vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Giữa cái nhìn thiếu thiện cảm và cố hữu, tổ chức này cho rằng năm 2019 là một năm tàn bạo đối với các quyền tự do căn bản ở Việt Nam khi chính quyền kết án tù ít nhất 30 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Chính quyền Việt Nam đã bỏ tù các nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến chỉ vì họ đã thực hiện các quyền tự do căn bản như tự do biểu đạt, lập hội và tự do tín ngưỡng, cấm bất cứ hoạt động nào mà Đảng Cộng sản cho là mối đe dọa với độc quyền lãnh đạo. Đặc biệt, các nhà hoạt động và blogger bị giám sát, bị cấm đi lại, bị đánh đập, thẩm vấn, bắt giữ và bị kết án tù nhiều năm. HRWK và AI cũng đồng thời chỉ trích luật an ninh mạng có hiệu lực từ đầu năm 2019. Theo đó, luật mới với những điều khoản mù mờ và trải rộng cho phép giới chức có quyền bí mật kiểm duyệt các bày tỏ ý kiến tự do, đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ phải gỡ bỏ các nội dung mà chính quyền cho là không đúng trong vòng 24 giờ đồng hồ kể từ khi các nhà cung cấp dịch vụ nhận được yêu cầu từ chính phủ. Với luật an ninh mạng, HRWK vu cáo đã có ít nhất 25 người trong 5 năm qua bị kết án vì bày tỏ ý kiến chỉ trích trên mạng Internet. Các hoạt động tự do tín ngưỡng cũng bị giới chức Việt Nam cấm cản với lý do phương hại đến lợi ích quốc gia, trật tự xã hội hay đoàn kết. Những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước thừa nhận thường bị chỉ trích, bị ép phải từ bỏ đạo, bị bắt giữ, thẩm vấn, tra tấn, thậm chí bỏ tù. Sau khi HRWK và AI công bố, các báo cáo đánh giá này được nhiều tờ báo quốc tế đăng tải. Các trang mạng phản động lợi dụng đụng nước béo cò để tăng cường chống phá. Các nhà dân chủ thừa cơ tung lên mạng xã hội tạo cớ công kích, vu cáo tình hình dân chủ nhân quyền. Nhiều tổ chức cá nhân gắn mác xã hội dân sự, xuyên tạc, câu kết, móc nối, báo cáo, kiến nghị với sức ép yêu cầu hoãn, hủy bỏ phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam. Có thể nói, những nội dung được thể hiện trong báo cáo của HRWK và AI đã phản ánh không trung thực, thiếu khách quan, thậm chí sai lệch, xuyên tạc thực tiễn tại Việt Nam trong bối cảnh chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực, đảm bảo quyền cơ bản của con người theo những giá trị phổ quát quốc tế. Về mặt pháp luật, Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực từ 2018, trong đó có việc xóa bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh, không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội. Nhiều nội dung của Bộ Luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường tính nhân đạo và hài hòa với các quy định của các điều ước quốc tế về phòng chống tội phạm mà Việt Nam là thành viên. Do đó, khác với các cáo buộc trong bản báo cáo, Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, nhà bất đồng chính kiến. Đây là sự mập mờ, đánh tráo khái niệm, cố tình tạo ra cách hiểu không đúng về việc xử lý những đối tượng có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định rõ ràng, cụ thể trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Về quyền tự do ngôn luận, báo chí ở Việt Nam đã phát triển không ngừng, trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ bảo vệ quyền của người dân, lợi ích xã hội, hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, thực thi pháp luật, chính sách. Tính đến nay, cả nước đã có tới 857 cơ quan báo chí, 1.119 ấn phẩm, số lượng trang thông tin điện tử được cấp phép là 1.510. Nhiều cơ quan báo chí nước ngoài có phóng viên thường trú tại Việt Nam. Internet phát triển nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Số người dùng Internet ở Việt Nam hơn 60 triệu người. Luật an ninh mạng đi vào đời sống là công cụ hữu hiệu bảo vệ an ninh, trật tự trên không gian mạng, ngăn chặn các loại tội phạm mạng, công nghệ cao, thông tin xấu, độc, đảm bảo quyền được thông tin, tiếp cận thông tin lành mạnh của người dân, do đó không thể đánh giá luật an ninh mạng là vi phạm nhân quyền tự do thông tin. Về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, Việt Nam luôn coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Ở Việt Nam, không có việc cưỡng ép, từ bỏ niềm tin, theo dõi, đe dọa, xúc phạm, giam giữ, tra tấn, hạn chế quyền tiếp cận tôn giáo. Hiện có 42 tổ chức thuộc 15 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân, 60 cơ sở
sở đào tạo tôn giáo thuộc Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Thực tế, thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã xử lý một số đối tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để kích động hận thù, chia rẽ, gây mâu thuẫn và xung đột, làm tổn hại đến an ninh, ổn định của đất nước và cuộc sống yên bình của người dân. Dựa vào đây để quy kết Việt Nam cấm cản, đàn áp tôn giáo. Đàn áp tôn giáo là sự quy trục, đánh lận về bản chất. Về quyền lập hội, đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự năm 2015 và một số văn bản quy luật và một số văn bản vi phạm pháp luật khác. Đến năm 2019, Việt Nam có 68.125 hội, trong đó có các tổ chức, hiệp hội của thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, người cao tuổi, người khuyết tật, các hội từ thiện, các tổ chức khoa học nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức chính trị xã hội các cấp có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội là công đoàn, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh, là nơi tập hợp, sinh hoạt, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên theo quy định của pháp luật. Thực tiễn Việt Nam năm 2019, tốc độ tăng GDP đạt 7,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.768. Bình quân đầu người đạt 2.768 USD trên người trong một năm. Hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng hạng lên BB với triển vọng tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên cán mốc 500 tỷ USD, đạt 514 tỷ USD. Xuất siêu cao nhất trong những năm vừa qua đạt 9,7 tỷ USD. Với môi trường hòa bình ổn định là điều kiện lý tưởng, điểm đến của các nhà đầu tư quốc tế. Năm 2010, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục 38 tỷ USD, tăng 7,2%. Thành tích giảm nghèo của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chất lượng dịch vụ y tế tiếp tục được nâng lên, đạt 8,6 bác sĩ, 27,5 giường bệnh trên 1 vạn dân và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,3%, vượt mục tiêu đề ra, chú trọng công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng giáo dục đào tạo và dạy nghề được nâng lên, xếp hạng đại học tăng 12 bậc, từ hạng 80 lên 68. Qua đó, cuộc sống của người dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt về nhiều mặt. Việt Nam được bầu Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2020-2021 với 192 phiếu, tiếp nhận Chủ tịch AIPA 41, Chủ tịch ASEAN năm 2020. Năm 2019, với những thành tựu nổi bật quan trọng như vậy, là minh chứng sinh động, bác bỏ báo cáo, đánh giá thiếu khách quan, không chính xác về thực tiễn vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam.